Vậy là không phải Khổng Minh tiên sinh. Hai chỉ huy huyền thoại mới nhất của Riot Kingdom lại gọi tên Sargon Đại Đế và Tarik Ibonziak. Chào mừng các bạn đã đến với Gameplay You. Cùng mình xem hai chỉ huy mới này có phế như là đầu không nha. Trước tiên, với mục đích mở rộng kênh và tạo nên nhiều video chất lượng hơn với tần suất ra video dày hơn, chúng mình đang tìm thêm đồng đội gia nhập GPI Team với hai vai trò là người sáng tạo nội dung và editor. Gia nhập đội của mình, các bạn sẽ có một môi trường làm việc công bằng, tự do sáng tạo và thoải mái khi có thể làm việc tại nhà. Dĩ nhiên, gặp mặt được thì càng tốt, nếu bạn ở đâu đó quanh khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, có thưởng thêm KPI dựa theo năng suất của bạn. Thưởng thật, không đùa. Thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả nhé. Quay lại với chủ đề chính nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với chỉ huy Tarik Ibonziak. Đây sẽ là chỉ huy xuất hiện ở sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất. Tarik Ibonziak sở hữu 3 nhánh tài năng là bộ binh, công thành và phòng thủ. Với 3 nhánh tài năng này, rõ ràng ông ta có thế mạnh trong việc làm leader rally công trình. Ngoài ra, sự kết hợp của 3 nhánh tài năng này là rất tốt cho việc rally. Cụ thể, theo chúng mình thì đây sẽ là bảng tài năng mà chỉ huy này nên dùng khi rally. Chúng ta sẽ không cộng mắc vào nhánh đỏ vì sẽ rất lãng phí vào những điểm tăng tốc độ hành quân hay là làm chậm kẻ thù. Vì rõ ràng, những yếu tố này gần như không ảnh hưởng đến rally. Thay vào đó, chúng ta sẽ mắc nhánh xanh. Nhánh này thì cộng vô vàn chỉ số. Tất cả các điểm lớn như đội hình thả lỏng, không sơ hở, áo giáp nguyên soái, đội hình mai rùa, quân y đều sẽ tỏ rõ sức mạnh trong những cuộc rally dài hơi. Đặc biệt là 5 điểm tối thượng của nhánh BK tuyệt vọng. Khi còn dưới 30% đơn vị thì cứ mỗi đòn đánh thường sẽ nhận 25 thịnh nộ, cộng với 6 nộ máu nóng, 113 nộ cơ bản. Vậy là khi rally đủ lâu, khi rally còn dưới 30% đơn vị thì chắc chắn mỗi lượt bạn sẽ có ít nhất 144 nộ. 7 lượt là bạn có 1.008 nộ để ra kỹ năng, 6 lượt thì bạn chỉ có 864 nộ, nên là khả năng cao sừng thịnh nộ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu nha. Đấy là còn chưa nói đến trường hợp bị swarm, 16 điểm nộ từ phản kích và thêm 6 điểm nộ từ máu nóng sẽ giúp rally càng ra kỹ năng nhanh hơn. Về cái cơ chế hoạt động của nộ này, mình đã có một video phân tích rất kỹ rồi, các bạn tham khảo video góc trên bên phải màn hình nha. Túm lại là mình có 2 điểm cần nhấn mạnh ở đây. Một là nhánh phòng thủ sẽ giúp những rally dài hơi của Tarik Ibonziak trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với 5 điểm BK tuyệt vọng sẽ giúp chu kỳ tái tạo kỹ năng của chỉ huy này chỉ là 7 lượt, ngang với những nhánh tài năng mạnh nhất hiện tại, đó là nhánh kỹ năng hay là nhánh hỗ trợ. Điểm thứ hai đó là chỉ huy này có vẻ không cần sừng thịnh nộ, vì khoảng cách giữa 864 nộ và 1.000 nộ là rất lớn, mà sừng thì khó có thể lấp đầy khoảng cách đó chỉ với 30% khả năng hồi nộ của mình. Đó là về tài năng. Về kỹ năng thì sao? Để dễ hơn cho việc đánh giá sức mạnh của chỉ huy này, mình sẽ so sánh ông ta với Pakan, một chỉ huy bộ binh, công thành, phòng thủ khác. Chúng ta bắt đầu với các kỹ năng bị động trước nha. Pakan có 30% máu từ kỹ năng số 2. Tarik Ibonziak có 30% phòng thủ. Hai ông này đều có khả năng tăng 40% tấn công bộ binh. Về tốc độ hành quân thì Pakan tăng 15%, còn Tarik Ibonziak chỉ tăng 10% nhưng mà phải ở ngoài lãnh thổ. Pakan có thể tăng 5% sát thương cho quân tập hợp và giảm mọi sát thương đi 10%. Bên kia thì Tarik Ibonziak có khả năng tăng 15% sát thương. Đó là những cái điểm na ná nhau của hai chỉ huy này. Rõ ràng Pakan có vẻ nhỉnh hơn một chút nếu xét về tổng thể, nhưng Tarik Ibonziak có khả năng gây sát thương tốt hơn. Đến với những điểm khác này, Pakan có 20% xác suất giả hiệu ứng bất lợi. Tarik Ibonziak thì có 30% khả năng giảm 30% tấn công của kẻ thù. Pakan giảm 5% sát thương từ mọi nguồn trong 3 giây sau khi sử dụng kỹ năng chủ động. Tarik Ibonziak thì gây thêm 10% sát thương cho kỵ binh. Và cuối cùng, Pakan giảm sát thương bổ sung khi bị swarm, 5% mỗi kẻ dám swarm và tối đa là 30%. Tarik Ibonziak thì có 10% xác suất giảm 80 nộ trong 3 giây. 8 giây mới kích hoạt được một lần. Về kỹ năng chủ động thì sao? Tarik Ibonziak gây một lượng lớn sát thương với hệ số 2500. Và nếu bị bao vây thì hệ số này có thể lên đến 3400. 3400 đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. Trong khi đó, Pakan chỉ gây 1300 hệ số sát thương và 500 hệ số khiên. Đến đây thì chúng mình có vài kết luận như sau. Đầu tiên là Tarik Ibonziak chắc chắn không phù hợp cho Open Field. Khi có sát thương kỹ năng đơn mục tiêu, khả năng hồi độ kém. Nếu cố gắng mang ra Open Field thì có lẽ chỉ có siêu bộ binh CPO mới gánh được ông ta. Thứ hai là nếu xét về tổng thể, Tarik Ibonziak có chỉ số không mạnh hơn quá nhiều so với Pakan. Nhưng nếu nhìn kỹ, sát thương đầu ra của Tarik Ibonziak đáng gờm hơn rất nhiều. Và với lượng sát thương này, cùng sự kết hợp hoàn hảo của các nhánh tài năng, Tarik Ibonziak có thể trở thành meta rally trong thời gian tới, đặc biệt là khi đi cùng cái tên ngay sau đây, Sargon Đại Đế. Ngoài ra chúng ta có thể kể thêm một số cái tên khác có thể đi cùng chúng ta như là Harak. Đó là về Tarik Ibonziak, một chỉ huy công thành. Chỉ huy tiếp theo mà đại đa số các bạn quan tâm đó là Sargon Đại Đế. Bạn có thể sở hữu chỉ huy này thông qua sự kiện vào quay may mắn của bộ binh ở KVK4 trở đi.
Dragon Đại Đế sở hữu 3 nhánh tài năng là bộ binh, kỹ năng và đa năng, cùng với bộ 5 kỹ năng phục vụ cho chiến trường mở. Với những yếu tố này, chắc chắn là Dragon Đại Đế đang được rất nhiều người quan tâm. Với chỉ huy này, chúng ta sẽ đi từ bộ kỹ năng trước nhé. Kỹ năng chủ động của ông ta gây hệ số sát thương 500 cho 5 đòn đánh thường tiếp theo. Tổng thì có vẻ là 2500, nhưng thực tế khi trên chiến trường mở, bạn sẽ bị mất sát thương ở mỗi lượt do lượng lính của bạn mất đi. Kiểu lượt đầu bạn gây 500 sát thương, lượt 2 gây 450 sát thương, nhưng ở lượt thứ 3 lại bị 10 đạo quân của kẻ thù xấu am chẳng hạn, dẫn đến lượng lính còn rất ít, thì lượng sát thương của bạn sẽ tụt hẳn xuống 100. Nó kiểu thế. Do đó đây là một kỹ năng khá tệ khi on field, nhưng mà lại tốt khi rally, vì khi rally sẽ được củng cố quân điều đặn và duy trì sát thương đầu ra tốt. Kỹ năng số 2 của ông ta tăng 10% tấn công và 20% máu. Đặc biệt là mỗi khi tấn công sẽ đánh dấu một điểm cộng dồn đại đế. Mỗi điểm sẽ tăng 3% sát thương kỹ năng nhận vào cho mục tiêu, tối đa là 10 cộng dồn. Đọc đến đoạn này thì rất Tomiris, nhưng mà nó lại là Sargon đại đế. Với điểm này, Sargon sẽ rất hữu ích trên chiến trường, dù ông ta có yếu máu đi chăng nữa. Bạn cứ tưởng tượng xem, bạn còn dính máu mà để lại 10 stack đại đế trên người kẻ thù, thì những di sung ghi hạng vũ quan vũ của đồng binh quạt bừa vào mục tiêu đó là mục tiêu đó cũng thốn tận rốn rồi. Kỹ năng số 3 thì tăng 15% tốc độ diễu hành, 10% sát thương bộ binh và 10% tăng 30% sát thương. Chúng ta có thể thấy rất nhiều sát thương ở đây. Kỹ năng thứ 4 của ông ta sẽ tăng 10% phòng thủ cho bộ binh trên chiến trường. Khi đủ 10 cộng dồn đại đế, xóa 10 cộng dồn đó và mục tiêu sẽ chịu 1000 hệ số sát thương. Đồng thời sát công đại đế sẽ nhận 300 hệ số khiên kéo dài tối đa 5 giây. Với lượng sát thương này và lượng sát thương kỹ năng chủ động, bạn sẽ thấy đêm đỏ của chỉ huy này nhảy tanh tách rất ảo diệu và khó kiểm soát. Và dĩ nhiên cứ khoảng 10 giây có một khiên như này thì bạn biết ai là người thích nhất rồi đấy. Chuyên môn của Sargon đại đế sẽ giảm 15% sát thương kỹ năng gánh chịu. Đây là một yếu tố rất tốt trong meta đêm đỏ hiện tại. Ngoài ra khi bị tấn công thường sẽ có 50% sát suất nhận 2 điểm cộng dồn đại đế. Nếu hiệu ứng này xảy ra khi đang có khiên thì nhận thêm một cộng dồn đại đế nữa. Một chú ý nhỏ nhỏ ở đây là có vẻ khiên đồng minh búp cho ông ta cũng sẽ được chấp nhận. Với chuyên môn này thì số lượt để đạt đủ 10 cộng dồn sẽ không còn là 10 lượt nữa, mà có thể là 8 hoặc là 7 lượt thôi, gần như bằng một chu kỳ ra kỹ năng chủ động. Rõ ràng với bộ kỹ năng này, sát thương đơn mục tiêu của Sargon đại đế là không thể bàn cãi. Ngoài ra, hiệu ứng đại đế của ông ta để lại trên mục tiêu cũng có nhiều tác dụng hỗ trợ đồng minh kết liễu kẻ thù nhanh. Điểm đáng chê duy nhất của chỉ huy này đó là sát thương đơn mục tiêu và sát thương theo thời gian, những thứ rất tệ khi đánh on field ở meta hiện tại. Về tài năng thì sao? Có lẽ chúng ta cần nói nhiều về nhánh tài năng kỹ năng của Sargon đại đế. Thật may khi chúng ta có một chỉ huy có tài năng và kỹ năng khá giống Sargon đại đế. Đó là Frederick. Kỹ năng chủ động của ông ta gây hệ số sát thương 800 mỗi giây trong 3 giây. Và ông ta cũng có nhánh tài năng kỹ năng. Giờ mình cộng tài năng như này xem bảng kỹ năng hoạt động như nào nhé. Đặc biệt quan tâm đến 3 điểm đó là mọi người vì một người. Sau khi chỉ huy trưởng ra kỹ năng, sát thương chủ động của chỉ huy phó tăng 6%. Điểm thanh khiết thì tăng sát thương kỹ năng lên 6% trong 6 giây sau khi sử dụng kỹ năng chủ động. Và điểm hồi sinh hồi 60 nộ mỗi khi dùng kỹ năng. Mình đã test với trường hợp chỉ huy này đi chính và đi phụ cho một chỉ huy có nhánh kỹ năng khác và được kết quả như sau. Đầu tiên, có một điều đặc biệt ở đây là về kỹ năng chủ động của Frederick. Chỉ huy này sẽ ra kỹ năng và phải 2 lượt sau đối phương mới nhận được sát thương. Như các bạn có thể thấy ở đây, lượt thứ 10 Frederick ra kỹ năng Barbarossa. Lượt 11 là đối phương nhận hiệu ứng. Và bắt đầu từ lượt 12, 13, 14 thì đối phương mới nhận sát thương. Thứ hai là hiệu ứng mọi người vì một người, chỉ có tác dụng ở 3 lượt kể từ khi chỉ huy chính ra kỹ năng. Có nghĩa là nếu Frederick làm chỉ huy phụ thì kỹ năng của ông ta sẽ không được hưởng hiệu ứng từ điểm tài năng này. Thứ ba, điểm thanh khiết sẽ có tác dụng ở mọi lần gây sát thương của Frederick. Và thứ tư là điểm hồi sinh chỉ có tác dụng ở lần đầu ra kỹ năng. Những lượt nhảy đêm đỏ không có điểm hồi sinh nào được kích hoạt thêm. Có một tiểu tiết nhỏ là khi mình dùng bản tiếng Anh, kỹ năng của Frederick là Extra Damage, còn của Sargon Đại Đế là Direct Damage. Liệu có cú lừa nào ở đây không nhỉ? Kiểu điểm hồi sinh có thể kích hoạt được nhiều lần với Direct Damage chẳng hạn. Cái này có lẽ chúng ta cần chờ đến lúc chỉ huy này chính thức ra mắt anh nha. Chốt lại là với những gì hiện có, Sargon Đại Đế nên làm chỉ huy phụ. Vì với mấy cái cộng dồn của mình, ông ta sẽ là một mối hiểm họa trên chiến trường. Một số cái tên mà mình nghĩ đến khi ghép cặp với ông ta, đầu tiên chắc chắn là Quan Vũ. Vì ông ta có nhánh tài năng kỹ năng, mà như bạn thấy, điểm thanh khiết sẽ rất hợp với Sargon Đại Đế. Ngoài ra, Sargon còn tạo khiên giúp Quan Vũ kích hoạt được chuyên môn nhiều hơn. Hai ông này mà sống lâu trên chiến trường thì sẽ gây cực kỳ nhiều sát thương. Và sát thương thì lại cực kỳ ảo diệu. Đêm đỏ sẽ nhảy tanh tách.
vì ngoài hai kỹ năng chủ động thì kỹ năng số 4 của hai ông này đều có khả năng gây đêm đỏ nữa. Duy chỉ với đặc điểm kẻ thù nhận sát thương sau hẳn 2 turn thì điểm mọi người vì một người của tài năng Quan Vũ sẽ không được áp dụng. Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ phải đợi đến khi chỉ huy này chính thức ra mắt nhé. Bộ đôi này mình đánh giá nằm ở đâu đó danh S trừ hoặc là S khi mà Open Field ở mùa chinh phạt. Lựa chọn thứ hai đó là Scipio. Nói chung là cứ kèo nào khoai khoai là Scipio cân hết, vì ông này quá hoàn hảo rồi. Cầm này cũng tầm ở danh S trừ nha các bạn. Ngoài ra, Sargon Đại Đế mà đi phụ cho Tarik Ibanez thì mình tin rằng có thể tạo ra một meta rally mới ở mùa chinh phạt. Và đó là những gì chúng mình thấy được ở hai chỉ huy mới. Nhìn chung họ sẽ là những gương mặt sáng giá trong lĩnh vực của mình. Tarik Ibanez thì hứa hẹn sẽ là chùm rally. Sargon Đại Đế thì sẽ là một trong những chỉ huy phụ gây sát thương và hiệu ứng đáng mong chờ nhất của bộ binh. Còn quan điểm của bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Nếu các bạn thấy video này hay ho, đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để đón chờ những nội dung hay ho hơn nữa của kênh mình nhé. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.